Xin chào quý phụ huynh cùng tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của cô Diễm đang bước vào hành trình của em. Các bạn nhỏ ơi, hành trình ngày hôm nay rất là nhiều màu sắc đó nha. Nhưng trước khi bước vào hành trình, quý phụ huynh hãy giúp cho các bạn nhỏ của chúng ta chuẩn bị một số vật dụng sau đây. Đầu tiên, hãy chuẩn bị hai loại giấy như thế này. Tiếp theo, hãy chuẩn bị những tờ giấy nhiều màu sắc nha. Và một tờ giấy trắng nữa, một cuộn băng keo hai mặt, một sợi dây ri băng dài từ 80 đến 90cm và có kéo, thước, bút chì và bút mực. Wow, chắc là hành trình thú vị lắm đây. Bây giờ, cô Diễm mời tất cả các bạn nhỏ bắt đầu hành trình. Toàn bộ Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, đều hướng về một nhân vật làm thay đổi cả thế giới. Đó là Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. Hãy cùng tụi mình du hành xuyên thời gian để khám phá những sự kiện chỉ về cuộc đời, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ nha! Xin chào, mình là Gizmo. Trong chuyến phiêu lưu trước, chúng ta đã học về ông Paulo. Trước kia được gọi là Saulơ thành Tarsơ, Paulo đã làm nhiều điều lớn lao. Ông đã đi qua nhiều quốc gia để rao giảng tin lành về Chúa Giê-xu. Hãy ra đi và trở thành một sứ giả vĩ đại cho dân ngoại khi anh truyền bá lời của Đức Chúa Trời. Ông đã gặp nhiều hoạn nạn, từng bị đánh đập và bị bỏ tù vì công việc mà ông đang làm. Ông ấy sẽ an toàn chứ? Nhưng có một điều khiến Paulo trở nên hoàn toàn khác biệt. Cũng chính điều này đã thêm cho ông sức mạnh và lòng can đảm để đối mặt với mọi hoạn nạn. Chính là việc ông đã gặp được Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách. Lạy Chúa, Chúa là ai? Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Vào buổi sáng thế, khi Adam và Eva sống trong vườn Ê-đen, Chúa luôn đồng hành với họ. Họ gặp Chúa mặt đối mặt mỗi ngày. Vì Chúa dặn anh chị như vậy. Ngài chỉ muốn điều tốt nhất cho anh chị thôi. Nhưng sau khi họ bị đuổi khỏi khu vườn, Chúa đã giao tiếp với con dân Ngài bằng những cách khác. Abraham nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Abraham, con hãy nhìn lên bầu trời. Nếu đếm được sao thì hãy đếm đi. Jacob vật lộn với Chúa. Vì con đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, con đều được thắng. Với Môi-se, Chúa xuất hiện trong bụi gai cháy. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Ta là Đấng tự hữu hằng hữu. Daniel nghe tiếng Chúa bằng cách mà ngày nay chúng ta vẫn áp dụng, đó chính là cầu nguyện. Mỗi người nghe tiếng Chúa theo cách khác nhau và chỉ thấy một phần quyền năng của Ngài. Từ sau buổi sáng thế, chúng ta không thể thấy Chúa mặt đối mặt. Cho đến khi Chúa đến trong hình dạng của một em bé, khi Chúa Giê-xu hạ sinh làm con người, chúng ta có thể nhìn thấy và nghe tiếng Ngài. Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta rồi. Sứ đồ Giăng đã nói về Chúa Giê-xu rằng: nói về lời sự sống là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã xuống trần gian và Ngài sẽ sớm trở lại. Và một lần nữa, chúng ta sẽ lại được sum họp với Ngài. Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Không biết các bạn thì sao, chứ mình đang rất nôn nóng. Chúa Giê-xu đã hứa ở cùng với các môn đồ của Ngài. Và Ngài cũng hứa ở cùng với tất cả chúng ta là những người đặt niềm tin nơi Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động và bày tỏ chính Ngài với những con dân của Chúa. Nhưng các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ nghĩ xem Chúa sẽ hành động như thế nào? Bây giờ, cô Diễm mời tất cả các bạn nhỏ sẽ cùng làm thủ công với cô Diễm nha. Đầu tiên, các bạn nhỏ hãy dán hai loại giấy lại với nhau bằng keo hai mặt nha. Sau đó, các bạn hãy cắt tờ giấy trắng sao cho vừa với loại giấy và bọc loại giấy lại. Tiếp theo, các bạn nhỏ hãy cắt tờ giấy màu thành nhiều sợi như thế này và mỗi sợi thì có chiều rộng là 2cm. Cô Diễm đã cắt sẵn rồi đây, thật là màu sắc đúng không các bạn nhỏ? Và các bạn ơi, nếu như bạn nào không thể dùng kéo, hãy nhờ ba mẹ của mình phụ giúp ngay nha.
các bạn nhỏ cũng hãy cắt hình trái tim hoặc là bông hoa để chúng ta sẽ trang trí lên lõi giấy nha. Và sau đó chúng ta sẽ lấy sợi dây ruy băng này dán vào bên hông của lõi giấy nha. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ta-da! Cô Diễm đã có một ống nhòm đầy màu sắc rồi nè các bạn nhỏ ơi. Bây giờ cô Diễm mời các bạn nhỏ sẽ cùng nhìn vào ống nhòm với cô Diễm nha. Các bạn nhỏ có thích thú với mẫu thủ công này không? Đức Chúa Trời có thể phán bảo và bày tỏ chính Ngài với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Ngài có thể bày tỏ với tấm lòng của chúng ta qua Đức Thánh Linh, hoặc là Ngài có thể bày tỏ qua giấc mơ, khải tượng, hoặc là những bài học kinh thánh, lời khuyên dạy của ba mẹ, của các thầy cô. Và cách thức mà chúng ta thấy Ngài bày tỏ với chúng ta nhiều nhất đó chính là lời của Chúa. Vậy thì các bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy cầu nguyện, hướng ánh nhìn của chúng ta về Chúa. Chúng ta cùng học kinh thánh và lắng nghe tiếng của Ngài để nhận biết sự bày tỏ của Chúa với chúng ta nha. Bây giờ cô Diễm mời các bạn nhỏ cùng cầu nguyện theo cô Diễm. Kính lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài bày tỏ chính Ngài với chúng con. Chúng con cảm ơn ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con trung tín tìm kiếm Chúa và nhận biết ý muốn của Ngài cũng như sự bày tỏ chính Ngài với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Quý phụ huynh cùng các bạn nhỏ yêu quý của cô Diễm ơi, hôm nay cũng đã khép lại hành trình của em mùa thứ nhất rồi. Cô Diễm rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt các bạn nhỏ ở đây. Thật buồn quá đi. Nhưng không sao, trong ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta sẽ gặp lại trong hành trình tiếp theo. Cô Diễm ước ao rằng những bài học trong hành trình của em của chương trình Quyển Sách Thần Kỳ sẽ giúp cho các bạn nhỏ nhận biết ý muốn tốt lành của Chúa dành cho đời sống của các bạn. Hãy sống yêu thương, cư xử hiền lành, hãy chia sẻ về Chúa cho mọi người và cầu nguyện cho nhiều người tin nhận Chúa. Và đặc biệt là các bạn nhỏ hãy làm theo những gì Chúa Giêsu đã làm. Cô Diễm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh cùng các bạn nhỏ trong hành trình của em.